thực đơn dinh dưỡng 3 tháng đầu cho mẹ bầu. 3 tháng đầu là giai đoạn quan trọng nhất trong hành trình mang thai, bởi vậy mẹ bầu cần phải đặc biệt chú ý tới chế độ dinh dưỡng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi. Thai có khỏe mạnh và phát triển tốt hay không nhờ một phần vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Một số dưỡng chất quan trọng với các mẹ bầu mà bạn cần nhớ để lên danh sách các thực đơn cho bà bầu 3 tháng đầu thật đầy đủ và chi tiết nhất. 1. Nhóm axit folic. Axit folic không chỉ tốt cho sự hình thành và phát triển bộ não của con, mà nó còn giúp cho việc con sẽ có cột sống cứng chắc. Hơn nữa, axit folic hoàn toàn đủ khả năng phòng ngừa các khiếm khuyết âm thầm xảy ra trong ống thần kinh, nứt đốt cột sống ở thai nhi, nhờ vậy cũng được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Cơ thể bạn cần khoảng 400mg axit folic mỗi ngày, nên bạn cần ăn nhiều thực phẩm như sữa, các loại hoa quả họ cam quýt, lòng đỏ trứng gà, trái bơ, khoai tây. 2. Nhóm canxi. Bạn có biết khung xương của một con người được tạo thành từ đâu nhiều nhất không? Đó chính là khi bạn còn là bào thai, người mẹ đã truyền nguồn canxi của mình cho bé yêu. Ngay từ những ngày đầu tiên, khung xương của thai nhi đã bắt đầu hình thành. Điều này giúp con yêu xây dựng được nền tảng chiều cao và khung xương khi chào đời và ở giai đoạn dậy thì. Khi bé thiếu canxi, con sẽ phải lấy canxi trực tiếp từ người mẹ. Đó chính là lý do các mẹ khi mang thai cần bổ sung nguồn canxi gấp nhiều lần so với những người bình thường. Trung bình, người phụ nữ khi mang thai sẽ cần đến 800mg canxi hàng ngày. Nếu thiếu, các mẹ sẽ bị chuột rút hoặc loãng xương sau sinh. 3. Nhóm sắt. Không chỉ trong giai đoạn đầu mang thai, các bạn còn cần bổ sung sắt đều đặn cho những tháng sau. Vì cơ thể của con sẽ cần rất nhiều lượng máu để nuôi dưỡng, có rất nhiều thực đơn cho bà bầu 3 tháng đầu, có chứa sắt như đậu phộng, thịt bò, bí ngô, trứng, hạnh nhân. 4. Nhóm chất đạm. Tuy nhu cầu đạm của mẹ bầu không cao bằng canxi, sắt, vitamin B9, nhưng các bạn cũng không thể phớt lờ nhóm dinh dưỡng này. Bạn vẫn nên nạp mỗi ngày 20g đạm trong giai đoạn đầu mang thai. Nhờ vậy, các tế bào não của bé sẽ được hình thành một cách đầy đủ nhất. Vitamin D, C hỗ trợ hấp thu canxi cho mẹ và bé. Bà bầu hoàn toàn có thể tắm nắng sớm để hấp thu vitamin D, nhằm góp phần phát triển hệ xương cho thai nhi, hỗ trợ hấp thu canxi tốt hơn. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và hành trình sinh nở thuận lợi.